Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với chương trình Yeah Ping Pong câu chuyện bóng bàn. Ở câu chuyện bóng bàn, Yeah Ping Pong sẽ kể với quý vị và các bạn nghe về những câu chuyện rất là thú vị xung quanh chiếc bàn bóng bàn xinh xắn. Chủ đề ngày hôm nay chắc là các bạn cũng có thể đoán ra được, đó chính là về ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Ai trong chúng ta cũng đều có những thầy cô đã dạy chúng ta nên người như ngày hôm nay. Thì trong bóng bàn cũng vậy, có những người thầy, người cô đã chỉ cho chúng ta từ cách cầm vợt cho đến cầm tay ta để đánh những cái động tác đầu tiên. Hôm nay ekip của Yeah Ping Pong làm cái video này để cùng tìm hiểu xem những tâm tư, tình cảm của những người thầy đã gắn bó với nghề nghiệp dạy bóng bàn. Và bây giờ các bạn hãy cùng tới để đi gặp họ nhé. Trong quá trình 78 đến 77 tôi đã bắt đầu đi huấn luyện tại câu lạc bộ dân lập do ông Trần Văn Mỹ tổ chức. Tầm là khoảng 20 năm sống với cái nghề này, từ cái ngày giải phóng tới nay năm 1980 mấy, cái lúc mình đương thời thì mình đã ra huấn luyện. Ông Trần Văn Mỹ là ba của ông Trần Tuấn Anh, là dượng của tôi đó, thành ra là chúng tôi được tiếp thu cái bóng bàn ngay từ lúc còn nhỏ và từ trong gia đình. Do đó cái quá trình mà đi thi đấu này nọ, chúng tôi rút kinh nghiệm ở những bản thân, những lần thất bại để mà lấy cái đó truyền đạt lại cho các em. Thì từ từ nó bén hồi nào không hay, và cảm thấy đam mê ở cái vấn đề mà huấn luyện và truyền đạt cho các em kiến thức về bóng bàn. Đầu tiên thì cũng là tình cờ thôi, một cái cơ duyên rất là bình thường, tức là mình đi đấu trận giao hữu với lại một cái đơn vị đó. Khi xong rồi thì cái người giám đốc họ lại gặp riêng mình và yêu cầu là huấn luyện cho cái đội của họ. Mình may mắn là sau giải phóng thì mình thấy rằng cái sự nghiệp thể dục thể thao cũng thể là một gắn bó cho suốt đời mình, nên cuối cùng là mình đi theo con đường đó. Và tới nay thì kể như là bao 42 năm giải phóng thì cũng là 42 năm mình sống với nghề bóng bàn. Tại cái thời gian đó thì lúc đó chế độ vận động viên không có chế độ, chỉ anh em yêu nghề thích chơi cho thành phố Hồ Chí Minh thôi, chứ không có chế độ nào hết, nên bắt buộc phải đi ra làm nghề thêm huấn luyện kiếm sống thôi. Có những phụ huynh nếu am hiểu chuyên môn thì vấn đề truyền đạt này nọ các thứ rất là dễ. Tuy nhiên có những trường hợp như là những gia đình có thể nói là đi sâu vào cái chuyên môn của huấn luyện viên nhiều quá, thành ra đâm ra cái truyền đạt của huấn luyện viên đối với vận động viên nó có phần hạn chế, cũng như là gây ức chế khiến cho chúng ta không truyền đạt hết những gì mà chúng ta có kinh nghiệm để mà giúp cho các em phát triển được tốt. Khi tôi dạy đó thì cố gắng làm sao cái thao tác của mình cho nó chuẩn, cái nói coi như là phân tích mà cái giảng giải của mình làm sao cho gọn. Mình đi trên con đường mà mình thấy rằng khó khăn thật tràn đầy luôn, nhưng mà vẫn được xã hội cổ vũ, động viên, khích lệ, nên cái sự chiến đấu của mình tới ngày hôm nay vẫn còn tồn tại. Đó là mình cũng thật sự là cảm ơn xã hội. Có người thì thích học cho khỏe, còn có thích có lúc thì có người thì thích đánh cho giỏi, nhưng mà cái người muốn đánh cho giỏi thì lại không có tiền. Cái người mà đánh chơi cho khỏe họ lại có tiền, nên đâm ra nhiều khi cái người mà muốn đầu tư chơi chuyên nghiệp thì thật sự rất là ít, chứ không có là nhiều, hiểu không? Nên đâm ra là nhiều lúc mình muốn làm mà không có vận động viên để làm nữa. Thì trong quá trình huấn luyện có những các em mà tôi đặc biệt yêu thích vì sự đam mê và vì cái năng khiếu vốn có và đạt được những thành tích cao ở cấp toàn quốc cũng như là cấp thành phố, như là em Nguyễn Nhị Như của đội công an, em Đăng Vũ của thành phố Hồ Chí Minh, em Minh Thới của thành phố Hồ Chí Minh,
đẳng cấp của mình chỉ là một huấn luyện viên của cấp huyện, nên mình chỉ góp phần cho các em tới đội tuyển thành phố là hết. Như là Quỳnh Tiến Dũng là một vận động viên đã góp phần cho đội tuyển của trẻ thiếu niên thành phố Hồ Chí Minh, và Bùi Anh Kiệt là những vận động viên sau này mình đã góp cho các em vào trong đội tuyển thành phố, đội tuyển trẻ thành phố. Thì là mình thấy rằng những cái đóng góp của mình cũng được một cái sự an ủi, là các em cũng đã hoàn thành nhiệm vụ thay thầy để tiếp tục cái sự nghiệp bóng bàn. Ví dụ như có Trần Huy Bảo thì gia đình lúc đó đầu tư nhiều cho có thể một ngày, nếu hè thì có thể tập một ngày hai buổi đó, nên thì mình dễ làm hơn, dễ huấn luyện. Thì trong số học trò đó, cái điều mà có em mà tôi đáng nhớ nhất là em Thới. Những ai huấn luyện em Thới đều khiến em Thới khóc. Do đó tôi có gặp ba của em Thới, và ba em Thới có nói là nhờ gửi em Thới cho tôi. Thì lúc đó tôi cũng đang huấn luyện các em thiếu niên nhi đồng á. Thì cái quá trình huấn luyện như vậy thì tôi cũng đã đúc kết được tại sao mà em Thới tập với anh thì khóc. Đó, tôi dựa trên những cái đó mà tôi cố gắng đưa ra những bài tập thích hợp để em Thới từ chỗ khóc đến chỗ đam mê bóng bàn và có được cái kết quả của ngày hôm nay. Dạ. Một cái kỷ niệm mà mình ở gần đây, tức là hai vận động viên mà tôi vừa nhắc đến là Trần Hoàng Hiếu và Bùi Anh Kiệt, là hai vận động viên đã cùng tham gia cùng một lúc trong đội tuyển trẻ thành phố Hồ Chí Minh. Và hai em đó thì những giờ chót được ghi tên mà đạt thành công tốt. Và cái cảm động nhất là mình dính thân mình đưa các em ra được sân bay để các em được tham gia thi đấu toàn quốc ở tại Hà Nội. Thì đó là cái điều an ủi vô cùng và sung sướng. Khi mình huấn luyện Bảo là lúc học lớp 3, lớp 4 gì đó, đâm ra khi ra đánh giải thì đến độ có những cái kỷ niệm là thí dụ như Trần Huy Bảo cái mùa trước thua dễ quá, khi mình ra mình nói với Bảo là cố gắng tập đi, gần tới giải rồi cố gắng. Bảo còn nói với mình câu là con ra cũng thua. Đấy, thì mình nhớ nó hầm thầy chỉ đạo con quánh cái này là không được thua, nếu thắng là có thưởng. Đó, treo giải thưởng thì mới thắng đồng đội Bảo đi về đòi tiền thưởng mình rồi. Đó là cái kỷ niệm. Lâu lắm rồi, mình có tới 6-7 bạn thi đấu giải thành phố. Và mình ra có ra một cái tiêu chí là cứ bạn nào có giải là sẽ được họp banh. Đấy, mà 7 bạn đi đấu thì tới 6 bạn có giải. Mình mất 6 họp banh. Đó là một số tiền lớn đó, nhưng mà mình lại rất là vui. Vì giống như là mình đang chiến thắng vậy đó. Cái niềm vui đó thật sự là chỉ có những người theo cái nghiệp này và được trải nghiệm thì mới có được. Vừa rồi thì các bạn cũng đã được theo dõi những cái tâm sự, lắng nghe những cái tâm sự của những người thầy dạy bóng bàn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những vận động viên thực thụ, và để xem những cái tâm sự, những cái tâm tư nguyện vọng của họ đối với những người thầy của mình là như thế nào. Người thầy đầu tiên của mình đó là thầy Lý Minh Triết. Cái người thầy đầu tiên của mình đó là thầy Cảnh. Đó là thầy Trần Phát Tài. Cái người mà đầu tiên và cũng như là người cuối cùng dạy Đức thì chắc có lẽ là chỉ có ba Đức thôi. Và mình nhớ là mình chịu cái nỗi rất là lớn, như đó là mình nhớ là mình vô lễ với các đàn anh. Thì thầy rất là nghiêm khắc và thầy nhốt mình trong cái tủ quần áo. Thì hồi nhỏ mình rất là sợ bóng tối. Lúc đầu mình rất là sợ, còn thầy cũng rất là giận thầy, mình khóc rất là nhiều. Khoảng 14-15 tuổi thì mình có tập với lại thầy Thơ, Nguyễn Minh Thơ. Hiện tại thầy Thơ cũng là huấn luyện viên của đội tuyển thành phố. Thì kỷ niệm đẹp với thầy thì có rất là hay ở chỗ là lúc mà giải siêu cúp 2010 á, thì hai thầy trò nó cùng nhau, sát cánh cùng nhau. Cho nên là có cái thời điểm đó là Đức cũng chán bóng bàn và vì bị ép cho nên mới phải tập. Và cái thời điểm đó vì là ba Đức nghiêm khắc quá mà Đức tập không có được tốt, thì ba Đức phi thẳng cái vợt mà vô đầu Đức, ba Đức né được. Có một lần em được đi thi đấu ở Mỹ thì em có mail qua cho thầy. Lúc đó là mình còn sử dụng email chứ chưa có Facebook hay là Viber. Thì rất là bất ngờ khi mà lúc đó em đang đánh thì thầy chạy xe xuống tại San Francisco, thầy thăm em. Thường là thua nhiều lắm. Tới giải đó thì
mình bị dẫn trước 3-0 rồi. Nhưng mà cũng không hiểu là mình đang bỏ cuộc hay sao, mà cũng lúc đó thì được động viên, mình đã ăn lại được 4-3, thì đã vượt qua được cái đó. Thì xong rồi vui quá, tối hôm đó là vừa đánh xong thì hai anh em chở mình xuống Vũng Tàu luôn. Điều kiện thi đấu, điện tập luyện nó rất là thiếu thốn, chỉ có hai ba con cứ ôm nhau tập từng quả một thôi. Tại lúc cứ đánh một quả xong rớt đi lùm, rớt đi lùm, cảm nhận được cái sự kiên trì, cái nhiệt huyết của ông ba muốn truyền cái mê. Cứ hay lấy bóng ra rồi đánh cốc cốc rồi đánh vào tường rồi các kiểu, thì thầy thì đi huấn luyện về mệt thì không có thời gian nghỉ ngơi, mà gặp mình thì ngày nào cũng đánh lóc cốc vô tường, thì chịu không nổi. Thì sau này mới biết rằng là vì lý do đó là thầy mới lôi đầu cái thằng này đi tổng bàn. Nhân ngày 20 tháng 11, con kính chúc các thầy, các cô, đặc biệt là thầy Triết những lời chúc giàu sức khỏe nhất. Em xin kính chúc cho thầy cô được nhiều sức khỏe và luôn tâm huyết và thành công trong con đường đào tạo vận động viên của mình đã chọn. Đức cũng rất là cảm ơn ba Đức đã cho Đức một cái nền tảng về một cái môn thể thao mà đến bây giờ nó là cái thứ giúp cho Đức xả stress, cũng như là giúp cho Đức có được những cái lợi thế về mặt kinh tế cũng như là về mặt sức khỏe. Nhân ngày 20 tháng 11 thì con chúc ba sức khỏe, chúc ba luôn có một cái tình yêu nhiệt huyết trong bóng bàn. Mình xin gửi đến những người thầy nói chung và những người thầy dạy bóng bàn nói riêng là những lời chúc sức khỏe, chúc cho những thầy luôn có yêu mến về cái công việc giảng dạy của mình. Thì nhân dịp 20 tháng 11, em xin gửi lời chúc đến tất cả các thầy cô như thầy Duy Hùng, cô Mai Thi và thầy Luân, và tất cả các thầy cô đã tận tình hướng dẫn, chỉ dạy và dìu dắt em từ lúc em còn biết cầm vợt, mới biết cầm vợt cho đến hôm nay. Cảm ơn Gia Biên Bông, Câu Chuyện Bóng Bàn đã tạo ra một cái chương trình rất là nhân văn, và đối với mình là rất là nhân văn, để mình có một cái chỗ để mình gửi gắm đến thầy cô. Đặc biệt em xin gửi lời tri ân chân thành đến thầy Trần Phát Tài, tuy là thầy không còn công tác huấn luyện cho đội bóng bàn, giờ thầy đã lên làm giám đốc trung tâm thể dục thể thao tỉnh Tiền Giang và quản lý hết tất cả các môn. Em xin chúc thầy thật nhiều sức khỏe, công tác tốt. Thật ra thì còn rất là nhiều lời chúc khác nữa của các học trò muốn dành tặng cho quý thầy quý cô nhân dịp 20 tháng 11 này. Tuy nhiên vì thời lượng cũng như điều kiện của chương trình cho nên là không thể gửi đến tất cả các thầy các cô tất cả những cái lời chúc ấy. Thì mình cũng xin đại diện tất cả các học trò muốn gửi đến quý thầy quý cô những lời chúc sức khỏe trân trọng nhất. Và một ngày 20 tháng 11 thật là nhiều niềm vui và thật là nhiều ý nghĩa. Mình là Thới từ kênh Yeah Ping Pong, Câu Chuyện Bóng Bàn. Hẹn gặp lại các bạn trong các câu chuyện tiếp theo nhé. Bây giờ thì xin chào tạm biệt.